Ngày 29 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Sau giai đoạn 2010-2021, hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, nông lâm và thủy sản, du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, văn hóa thể thao. Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào Tây Nguyên. Tại hội nghị, đại diện thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2025. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các biên bản ký kết hợp tác sẽ được hiện thực hóa. Thời gian tới, các địa phương tập trung vào hợp tác kinh tế nông nghiệp, trong đó cần cấu trúc lại chuỗi cung ứng. Trong phát triển du lịch, thành phố sẽ cùng các địa phương tổ chức xúc tiến nhiều sự kiện, thực hiện lại các tour, tuyến. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh cần hợp tác đầu tư các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khai khoáng, hợp tác sâu hơn nữa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, kết nối đầu tư. Ngoài ra, tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã trao 29 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến, kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực để vùng Tây Nguyên bứt phá trong thời gian tới.